Ngày 5 tháng 12, tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội thụ lý 39.334 vụ việc, giải quyết 35.551 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,38%, thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Đáng chú ý, các vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, đã được tòa án phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng, khẩn trương nghiên cứu hồ sơ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu chính trị, được dư luận đồng tình ủng hộ. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết sẽ đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dư luận xã hội quan tâm, áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu cầm đầu, người lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt hoặc làm thất thoát số lượng lớn tài sản, chú trọng công tác thu hồi tài sản cho nhà nước. Có thể kể đến như các vụ liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã thụ lý với 38 bị cáo, vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đã thụ lý với 15 bị cáo, vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.